Chào đón các em đã đến với bài học luyện tập trang 104 sách giáo khoa toán 4. Qua bài học này thì các em sẽ được hình thành công thức tính chu vi của hình bình hành, biết vận dụng công thức tính chu vi và diện tích của hình bình hành để giải các bài tập có liên quan. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu bài 1. Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong hình chữ nhật ABCD. Hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ. Vậy thì quan sát cụ thể từng hình. Tên các cặp cạnh đối diện trong hình chữ nhật ABCD đó chính là cạnh AB và cạnh DC, cạnh AD và cạnh BC. Còn tên các cặp cạnh đối diện trong hình bình hành EGHK đó chính là cạnh EG và cạnh KH. Cạnh EK sẽ đối diện với cạnh GH. Còn trong hình tứ giác MNPQ, tên các cặp cạnh đối diện đó chính là cạnh MN và cạnh QP này, cạnh MQ và cạnh NP. 2. Viết vào ô trống theo mẫu. Ở đây chúng ta quan sát có một bảng gồm dòng độ dài đáy và chiều cao với các số liệu chúng ta đã được cho sẵn. Dòng cuối cùng là diện tích hình bình hành. Quan sát mẫu thì ở đây với độ dài đáy là 7 cm, chiều cao là 16 cm, diện tích hình bình hành sẽ bằng 7 × 16 bằng 112 cm². Chúng ta đã được học rồi, diện tích hình bình hành là bằng độ dài đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo. Cho nên thực hiện giống mẫu và kiến thức các bạn đã được học, các bạn có thể tính được với độ dài đáy là 14 dm², chiều cao là 13 dm², thì diện tích của hình bình hành là bằng 182 dm². Độ dài đáy là 23 m, chiều cao là 16 m, thì diện tích hình bình hành bằng 112 m². Bài 3, hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là A, độ dài cạnh BC là B. Các bạn quan sát, ở đây đã có hình vẽ thể hiện đề bài toán cho chúng ta biết. Công thức tính chu vi P của hình bình hành là P sẽ bằng A cộng B tất cả nhân 2, với A và B là cùng một đơn vị đo. Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết các hình lần lượt như sau. A, A bằng 8 cm, B bằng 3 cm, B, A bằng 10 dm, B bằng 5 dm. Vậy thì dựa vào công thức tính chu vi P của hình bình hành đã cho ở đây, chúng ta nhận thấy là muốn tính chu vi hình bình hành, ta sẽ lấy tổng độ dài hai cạnh kề cùng đơn vị đo nhân với 2. Vậy thì áp dụng công thức các bạn vừa được biết, các bạn có thể thực hiện bài giải như sau. Chu vi hình bình hành là ở phần A sẽ bằng 8 cộng 3 tất cả nhân 2 bằng 22 cm². Ở phần B, 10 cộng 5 tất cả nhân 2 thì bằng 30 dm. Đáp số 22 cm, 30 dm. 4. Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40 dm, chiều cao là 25 dm. Tính diện tích của mảnh đất đó. Vậy thì dựa vào những gì bài toán cho chúng ta biết, chúng ta có thể tóm tắt như sau. Độ dài đáy 40 dm, chiều cao 25 dm. Tính diện tích vì mảnh đất trồng hoa này có hình bình hành, vậy thì chúng ta có thể tính diện tích bằng cách lấy độ dài đáy nhân với chiều cao. Bài toán này được giải như sau. Diện tích của mảnh đất trồng hoa là lấy độ dài đáy là 40 nhân với chiều cao là 25, thì tìm ra được kết quả là bằng 1.000 đơn vị là dm². Đáp số 1.000 dm². Thực hiện xong rồi, các bạn hãy mở iBook ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những kiến thức mình vừa được tìm hiểu trong bài học này. Hãy mở iBook và bài tập toán 4 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 95 luyện tập. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Chọn quả chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hình có diện tích lớn nhất là, để biết hình 1, hình 2 hay hình 3 có diện tích lớn nhất thì chúng ta cần phải tính được và biết được diện tích của từng hình. Hình 1 là hình vuông, đã biết độ dài một cạnh rồi thì chúng ta có thể tính được diện tích của hình vuông. Hình 2 là hình có diện tích là 20 cm². Hình 3 là hình chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật là sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng.
Từ đó chúng ta cũng biết được hình 3 có diện tích là bao nhiêu. Hãy thực hiện tính toán, sau đó nhấn vào nút học sinh làm bài để lựa chọn hình nào có diện tích lớn nhất. Lựa chọn xong, các bạn nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Sau đó làm bài 2. 2. Viết vào ô trống theo mẫu. Để làm bài, các bạn hãy nhấn chuột vào nút học sinh làm bài. Hình bình hẳn 1 là hình bình hẳn có độ dài hai cạnh liên tiếp là 6cm và 4cm. Vậy thì ta biết được chu vi của hình bình hẳn này là bằng 20cm. Vậy tương tự như vậy, ở hình 2 có độ dài hai cạnh liên tiếp của hình bình hẳn là 3cm và 5cm. Thì ta lấy 3 cộng 5 là bằng 8. 8 x 2 bằng 16. Vậy chu vi của hình bình hẳn thứ 2 là 16cm. Tương tự như vậy, các bạn sẽ tính được chu vi của hai hình bình hẳn còn lại. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình rồi thực hiện tiếp bài 3. 3. Viết vào ô trống theo mẫu. Để làm bài, các bạn hãy nhấn chuột vào đây. Quan sát mẫu, hình bình hẳn 1 có cạnh đáy là 4cm, chiều cao là 34cm. Nên chúng ta sẽ tính được diện tích là 136cm². Vậy thì khi chúng ta biết hình bình hẳn có diện tích là 182cm² và cạnh đáy là 14cm, chúng ta cũng có thể tính được chiều cao của hình bình hẳn đó. Lấy 182 chia 14 đặt tính vừa tính, chúng ta sẽ tìm ra được chiều cao là 13cm². Tương tự như vậy, các bạn cũng có thể tìm được chiều dài cạnh đáy khi biết chiều cao và diện tích của hình bình hẳn. Làm bài xong, nhớ vào phần kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Rồi tiếp tục làm bài 4. 4. Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình H. Để làm bài, các bạn chú ý quan sát. Muốn tính được diện tích hình H, chúng ta phải tính được diện tích của hình chữ nhật A, B, C, D và tính được diện tích của hình bình hẳn B, E, F, C. Chúng ta đã biết được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật rồi. Hình bình hẳn chúng ta biết được chiều cao là 3cm rồi và độ dài đáy của hình bình hẳn này chính bằng độ dài của cạnh AD là 4cm. Vậy thì, như những gì cô vừa hướng dẫn, các bạn hãy nhấn chuột vào nút học sinh làm bài, nháy chuột vào đây để giải bài toán như cô vừa hướng dẫn và nhớ viết đáp số vào vị trí này để kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Nếu chưa đúng, các bạn có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt những bài tập này. Như vậy là hôm nay các em lại được học thêm nhiều bài học bổ ích nữa rồi. Về nhà, các em nhớ luyện tập, thực hành nhiều hơn trên phần mềm ICBook. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học lần sau.